Đi, dạ. Màu xanh. Nhanh quá vậy. Thế màu xanh. Màu sắc may mắn của anh hả? À, đồ khác đi. Không nghe. Hả? Anh được làm bếp phố rồi còn gì, em thấy cái tập gì? Vậy là hôm nay là một cái được, là bếp trưởng. Giúp việc đi ha, tao cười hoài luôn. Bếp trưởng ơi, em chưa bao giờ một lần nào được làm bếp trưởng. Vậy là hai bếp phó luôn sao? Không bao giờ có hai bếp phó. Ủa vậy chứ ba người là cái gì nữa, vai trò gì nữa? Ờ, phụ bếp chứ lại bếp trưởng là hết rồi, phụ bếp á. Cuộc đời em. Màu này là thấy là cũng tương lai rồi đó. Tối mà. Ý! Tôi nghi ngờ có sự sắp đặt ở đây nha, tôi không thể đâu. Finally! Cuối cùng! Sau 7 tập, tôi đã được làm bếp trưởng. Sống đôi khi sẽ chính như anh thường mơ. Anh già ơi, anh già ơi. Đồ tồi. Anh già rồi nha. Mày quá, nó hứng được miếng bột cuối cùng của anh Khoa. Trời ơi là trời. Này gọi là chơi dơ phá bếp á chứ không phải làm cái mùi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cân hai tô bột đó. Thôi hỏi cân người là biết ai thắng rồi. Không, phải cân. Lên cân, lên cân, lên cân. Ủa kêu cân hả? Anh bắt cầm vô cái này giùm em để hỏi anh Giang nha. Anh Giang ra ngoài nhiều lắm anh ơi. Kệ chứ. Ê, cân với anh chứ. Wow. Anh là 5,5 lạng. Anh thấy gạt đúng không? Thật ra anh cảm thấy là đây giống như là một hình phạt vậy á. Ừ, tụi em mà anh. Khi mà phải ăn cái bánh này. Hình như hơi lạc phải không anh? Không, không, được rồi. Nhưng mà em là bếp trưởng, em cảm thấy hơi lạc. Ồ, nhiều dữ vậy. Đồ khốn. Đồ tán tận lương tâm. Anh hãy bỏ cuộc đi. Anh quá, anh bỏ cuộc chưa? Tôi ăn luôn chứ. Anh bỏ cuộc chưa? Em bỏ cuộc chưa? Anh chưa kịp ăn miếng trứng nào hết. Em bỏ cuộc chưa? Dạ rồi. Trời ơi là trời coi nè. Trong tay kia vẫn còn một nắm. Xin lỗi đã bức áp bức em như vậy. Em phải lấy quyền lực của bếp trưởng ra để vượt qua món hamburger này. Sau chương trình này tình đồng nghiệp cũng như là không còn nữa. Xin lỗi bếp phó, em không muốn chạy bộ 3 tiếng đồng hồ khi mà ăn hết hamburger này đâu. Ủa? Anh bỏ cuộc thì em phải ăn chứ. Ăn cái trứng của em nè nếu mà anh đói. Không, nhưng mà tại sao em lại không ăn vô lý như vậy? Tại anh bỏ cuộc rồi là em ăn. Trời ơi, nó mặn lắm luôn á. Amaya.